đứng đến thương hiệu Ridgway. Và chiếc đồng hồ tủ đứng này sở hữu cho mình là 12 gông đồng, 3 bài nhạc. Và chiếc đồng hồ tủ đứng này với kích thước rất đồ sộ các bác. Đây là một chiếc đồng hồ tủ đứng 3 bùn kính công đến từ thương hiệu Ridgway với mã số model là 335, thuộc dòng The Curio Grandfather Clock. Và chiếc đồng hồ này được sản xuất năm 1970, made in USA, được sản xuất tại Mỹ. Còn đây các bác, và đây là một chiếc đồng hồ với kích thước rất đồ sộ, kèm với đó là kiểu dáng sang trọng, rất phù hợp với các bác nào trong nhà mình đang trưng bày những chai rượu quý. Này, mình có thể sử dụng chiếc đồng hồ này để mình trưng bày rượu. Và chiếc đồng hồ này có kích thước tổng thể với chiều cao là 2m22, bề ngang là 91,5cm, bề dày là 32cm. Chiếc đồng hồ sự đứng này sở hữu cho mình là 7 ngăn để các bác có thể trang trí những vật dụng nhỏ như những chiếc đồng hồ như cửa hàng chúng em đây, hoặc là những cây rượu, hoặc là tranh ảnh, hoặc những món sưu tầm đồng xu. Và chiếc đồng hồ này sở hữu cho mình là bộ máy chính hãng Ridgway 3 lỗ, hoạt động lắc chạy tuần lên dây, sổ 12 gông 3 bài nhạc, bao gồm Westminster, Whittington và ST Micro, và có chế độ silent là chế độ tắt âm. Và chiếc đồng hồ tủ đứng Ridgway này ở cửa hàng chim em đang được bán với mức giá là 39.888.000. Và đây là một mức giá cực kỳ hợp lý để bác sở hữu một chiếc đồng hồ tủ đứng Ridgway 3 bùn kính công và kiểu dáng sang trọng, kích thước đồ sộ. Và có thể nói thì đây là một mức giá cực kỳ hợp lý cho các bác. Này các bác, rất đẹp. Chiếc đồng hồ tủ đứng 3 bùn kính công, tại phần kính công này, đây rất là giá trị các bác. Những mặt kính công này rất là khó chế tác. Đây, chiếc đồng hồ này sở hữu cho mình là 3 cửa, bao gồm là 2 cửa này, đây, 2 cửa sổ cũng được trang bị là kính công. Và đây là cửa chính, và phía đây các bác là 3 cửa. Đây, về tổng quan ngoại thất của chiếc đồng hồ này, đây các bác, đây, phần ngoại thất rất là đẹp, đây, với tông màu nâu cherry, màu nâu đỏ, rất là sang trọng. Cách đây khoảng 2 tháng trước thì ở cửa hàng chúng em bán cây này đi với mức giá là 45 triệu, nhưng với hiện thời này thì mức giá chỉ còn là 39.888.000. Và ngay thời điểm này, một thời điểm rất thích hợp để các bác sở hữu mình một chiếc đồng hồ tủ đứng. Đầu tiên thì trên chiếc đồng hồ này, ở ngay trên phần đầu các bác, đây phần đầu của chiếc đồng hồ này với phần đôi cánh uốn cong tạo hình kiểu dáng sang trọng và cầu kỳ, rất là đẹp. Và với cái tông màu gỗ này, với chất liệu gỗ là gỗ anh đào, đây với tông màu đỏ cherry, đây là một tông màu rất dễ các bác trưng bày ở nhiều vị trí khác nhau, nhiều không gian các bác. Mở đây, nhà sản xuất cho chạy một đường chỉ gỗ này sẽ uốn theo cái phần cửa này, rất đẹp các bác. Và ở phần thân này, này các bác, đây phần thân này thì cái điểm đẹp của nó sẽ nằm ở hai cái vách này, đây các bác, đây hai cái vách uốn cong này, các bác trưng bày đồ ở đây sẽ rất là nổi bật. Sổ đến 7 ngăn, rất là đẹp. Và cái phần kính để thấy được mặt số này được trang bị là phần kính được mài giác cạnh này, và kính ở đây không vậy các bác, kính để thấy được tạo của lắc cũng được trang bị là kính được mài giác cạnh. Bên phần trong lòng trong đây sẽ được trang bị là kính chán gương, các bác nhìn vào quả lắc, có hoa văn sẽ kết hợp với phần kính được mài giác cạnh tạo ra một cái hiệu ứng cách giác trên chiếc quả lắc này.
rất đẹp của bác. Phần chân được tô điểm với hai cái đường chỉ gỗ rất là dày, chạy mo cạnh theo phần chân này, rất là phù hợp với chiếc đồng hồ. Kích thước rất đồ sộ các bác. Đây chính là chìa khóa chiếc đồng hồ này, chữ R, chữ cái đầu của thương hiệu Ridgway. Và ngay trên phần cánh cửa này sẽ có một mảnh siêu đề rõ đây số series của chiếc đồng hồ này các bác. Ridgway siêu chính hãng các bác. Và những cái mảnh kính này rất là chắc chắn. Đây, những cái ron zin của chiếc đồng hồ này các bác. Đây, những cái ron cao su zin chắc chắn các bác. Và tiếp theo là mã số của chiếc đồng hồ này. Đây các bác. Mã số chiếc đồng hồ này thì vô cùng cổ điển, với tông màu chính là tông màu vàng, tông màu chủ đạo. 12 chữ số này là 12 chữ số học trò. Những chữ số nổi bật trên cái nền vàng này, những hoa văn chi tiết xen kẽ. Phần lòng trong này các bác có những hoa văn chi tiết được gò khắc trên kim loại. Những đường này sẽ ánh kim lên các bác. Đây, ánh kim lên rất là đẹp. Trong chữ thương hiệu Ridgway nó sẽ nằm ngay trên cái phần hoa văn nổi đây, làm nổi bật hơn cái thương hiệu Ridgway. Bốn góc được trang bị những hoa văn. Đây, được gò khắc trên mảnh đồng này. Mã số là bằng chất liệu đồng. Những hoa văn này sẽ được cắt khắc tạo ánh kim rất là đẹp các bác. Một viền hoa văn. Phía trên đây là phần mã số chăng sao với 12. Xin lỗi các bác. Biết những chữ số từ 1 đến 29 hiện thị ngay trong tháng. Mã số chăng sao các bác rất là đẹp, rất là nổi bật. Những chữ số được khắc bên trong. Đây ánh kim rất là đẹp. Đây là hai quả địa cầu và nhà sản xuất sẽ lắp lại thương hiệu của họ ở ngay trên chính giữa hai quả địa cầu này. Phần mặt số rất cổ điển các bác, rất là đẹp các bác. Và tiếp theo thì đến với ba trái tạ của chiếc đồng hồ này các bác. Ba trái tạ của chiếc đồng hồ này thì còn rất là đẹp. Và tất nhiên thì trên ba trái tạ này sẽ có xuất hiện những vết thời gian. Những điều rất khó tránh khỏi những quả tạ được mạ vàng sáng bóng. Các bác sẽ nhìn ba trái tạ này rất là đẹp các bác. Và tiếp theo là đến với phần quả lắc của chiếc đồng hồ này. Quả lắc này được trang bị có hoa văn là quả lắc đen size lớn. Hoa văn các bác. Và phía dưới đây các bác là một mảnh kính mờ. Cái kính mờ này là một chiếc đèn, nó sẽ hợp sáng lên rất là sang trọng các bác. Đây mình sẽ quay vào phần bên trong phần máy cho bác xem. Đây các bác, đây là phần kính diện của cục máy của nó. Đây các bác, rất là đẹp. Máy chính hãng Ridgway các bác. Đây, rất là sang trọng. Phía bên đây các bác. Và trên mảnh mặt số này sẽ có một cái mảnh siêu. Đây, mảnh siêu chính hãng đầy rõ mã số model của chiếc đồng hồ này các bác. Đây là củ gai nhen 12 gông 12 búa. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông của chiếc đồng hồ này. Thank you.
bây giờ em sẽ chuyển nhạc. Sẽ là một bài nữa các bác, em sẽ chuyển bài là Western Tone. Chiếc đồng hồ tủ đứng rất quay này rất hay các bác, sổ cho mình những chiếc đồng đồng phần âm thanh cực kỳ ấm. Trên chiếc đồng hồ này các bác, đây các bác này, sở hữu cho mình là hai chiếc đèn vàng, và hai chiếc đèn vàng thì có công dụng là sẽ chiếu sáng cho bộ máy, đồng thời là những bộ vật phía dưới đây. Đây, và công dụng thứ hai nó sẽ là sưởi ấm cho bộ máy vào mùa đông, rất là hay các bác. Và ngoài chiếc đồng hồ tủ đứng rất quay dục dòng ba buồng này ra thì ở cửa hàng chúng em là vừa mới về đến một cây, đây một cây đồng hồ tủ đứng của Mỹ, sổ cho mình là kiểu dáng xưa. Chiếc đồng hồ này Mỹ vắt vắt luôn là bộ máy, chiếc đồng hồ này sổ cho mình là bộ máy 3 đồng xu vắt dây của hãng Kenninger. Và cây này thì em sẽ hẹn các bác ở những clip sau. Và đặc biệt hơn nữa là một chiếc đồng hồ đẩy bàn còn nằm trong một chiếc thùng mút zin nguyên hãng của hãng Jaeger Lincolnshire thuộc dòng Atmos. Đây là chiếc thùng zin này các bác, mà kể cả dây đai phía bên ngoài này cũng là của hãng Lincolnshire Atmos các bác. Và đây hứa hẹn sẽ là một chiếc đồng hồ rất là đặc biệt các bác, thuộc dòng Atmos. Và chỉ với mức giá 39.888.000 để sở một chiếc đồng hồ tủ đứng đến từ thương hiệu Ridgway thuộc dòng ba buồng kính công với kiểu dáng đồ sộ sang trọng. Và các bác nào quan tâm mà muốn sở ngay chiếc đồng hồ này thì hãy liên hệ ngay số